Ngày 17 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Nộn tổ chức ra quân trồng bổ sung hoa, đoạn đường hoa tham gia cuộc thi, đoạn đường tuyến phố bích họa nở hoa của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phát động. Tại buổi ra quân, gần 100 hội viên, đoàn viên các ngành, đoàn thể và người dân thôn Đường Nhạn đã tham gia vệ sinh môi trường, làm đất và trồng gần 500 cây hoa, gồm hoa giấy, ngũ sắc, mẫu đơn, tuyết mai với đoạn đường dài gần 800 mét. Ngoài ra, chị em phụ nữ xã Xuân Nộn đã tái chế 50 thùng sơn thành những chậu cây được bích họa với những bức tranh sinh động, đẹp mắt. Tổng kinh phí gần 40 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Trước đó, chi hội phụ nữ thôn Đường Nhạn cũng đã xã hội hóa được trên 50 triệu đồng để trồng đường hoa với chiều dài 500 mét. Tuyến đường hoa của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Nộn được hình thành đã từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, giúp mỗi người có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, làm cho cảnh quan thôn xóm thêm xanh, sạch đẹp. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của xã.